Cô Quyên chào các em. Rất vui vì được gặp lại các em trong tiết học hôm nay. Cô có hình vẽ sau. Các em quan sát hình vẽ. Hãy cho biết trên hình vẽ có mấy tia, các tia đó có đặc điểm gì? Các em thấy rằng trên hình này có hai tia, đó là tia OX, tia OY. Hai tia này có chung góc O. Hình như thế này ta gọi đó là góc. Tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về góc. Phần thứ nhất, ta đi tìm hiểu xem góc là hình như thế nào. Góc là hình gồm hai tia chung góc. Ví dụ ở đây cô có hình vẽ của góc X, O, Y. Em cũng có thể gọi nó là góc Y, O, X. O là đỉnh của góc. Hai tia O, X, O, Y gọi là hai cạnh của góc. Ta có ký hiệu góc X, O, Y như sau. Các em viết chữ X, O, Y, rồi sau đó vẽ cái dấu mũ phía trên. Còn đây là ký hiệu của góc Y, O, X, ký hiệu của góc O. Như vậy, các em chú ý rằng góc là hình gồm hai tia chung góc. Hai tia phải có chung một góc mới được nha các em. Bây giờ các em hãy đọc cho cô các góc sau. Quan sát hình thứ nhất, đây là góc gì nào? Đây chính là góc T, O, Z. Hoặc em có thể đọc nó là góc Z, O, T. Góc này có đỉnh O. Hai cạnh của nó là O, T, O, Z. Qua hình thứ hai. Đây chính là góc A, B, C. Ta cũng có thể đọc nó là góc C, B, A. Góc này có đỉnh là B. Hai cạnh của nó là BA, BC. Các em chú ý trong khi đọc hay viết tên một góc thì cái chữ là đỉnh của góc phải được viết hay đọc ở giữa trong ba cái chữ có trong tên góc. Tới hình thứ ba. Đây là góc gì đây? Chính là góc X, O, Y hoặc là góc Y, O, X. Đỉnh là O, hai cạnh là O, X, O, Y. Em thấy hai cạnh của góc này có gì đặc biệt? Ta thấy rằng hai cạnh O, X, O, Y của góc này là hai tia đối nhau. Hình như thế này ta gọi nó là góc bẹt. Vậy góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau. Như vậy các em vừa tìm hiểu góc là hình như thế nào, biết đọc tên của một góc, rồi góc bẹt là góc như thế nào. Thế bây giờ để vẽ một góc thì ta làm như thế nào? Để vẽ một góc thì ta cần vẽ đỉnh và hai cạnh của góc. Ta thực hiện các bước vẽ như sau. Đầu tiên các em vẽ đỉnh của góc. Sau đó dùng thước thẳng để vẽ cạnh thứ nhất của góc. Rồi tiếp tục dùng thước thẳng vẽ cạnh thứ hai. Rất là đơn giản phải không các em? Ai cũng có thể vẽ được. Chúng ta vừa tìm hiểu qua ba nội dung. Thứ nhất là góc, góc bẹt, vẽ góc. Bây giờ chúng ta tìm hiểu qua nội dung thứ tư của bài, đó là điểm nằm trong góc. Các em quan sát hình vẽ này, cho cô biết tia nào nằm giữa hai tia nào. Ở đây em thấy tia OM nằm giữa hai tia OX, OY.
Vậy thì trong trường hợp này ta nói rằng điểm M là điểm nằm bên trong góc X, O, Y. Vậy điểm M nằm trong góc X, O, Y nếu tia O, M nằm giữa hai tia O, X, O, Y. Như vậy cô vừa cung cấp xong cho các em các nội dung của cái bài học hôm nay, đó là bài gốc. Bây giờ các em hãy vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập sau. Em hãy cho biết hình dưới đây có mấy góc, đọc tên các góc đó. Các em nhìn ra mấy góc trên cái hình này rồi nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nào. Trên hình này có 3 góc. Góc thứ nhất là góc X, O, Y. Góc thứ hai là góc Y, O, Z. Góc thứ ba là góc X, O, Z. Như vậy 3 góc này có chung đỉnh O. Trong trường hợp nhiều góc có chung một đỉnh như hình này thì người ta có thể dùng những cái cung tròn vẽ như thế này để phân biệt các góc có chung một đỉnh trên một hình. Như vậy ở đây góc X, O, Y ta có thể gọi nó là góc O1. Góc Y, O, Z ta có thể gọi nó là góc O2. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em tìm hiểu xong bài góc. Về nhà các em cần nắm các khái niệm góc, góc bệt, điểm nằm bên trong góc. Các em thực hành vẽ và đọc viết tên góc cho thành thạo. Rồi làm cho cô bài tập số 7, số 8 sách giáo khoa trang 75. Cô Quyên chào các em. Chúc các em gặp nhiều niềm vui trong học tập và có nhiều sức khỏe.